zombie lao ra đánh rơi cả đầu vì phấn khích. Thử làm một chiếc đuôi làm từ vải xếp nào. Sơn búp bê màu xanh. Chiếc đuôi bị bào mòn, nhìn thấy cả xương nè. Thêm trang điểm tông màu tím. Đừng quên bộ tóc nha. Wow, mái tóc dài màu xanh làm người cá zombie trông tuyệt đẹp. Trang điểm vùng thái dương với kim tuyến. Cách vây từ nhựa dẻo. Keo nóng màu đen có thể giúp thêm hoa văn. Trang trí đuôi với cách vây chấm bi ở hai bên nào. Vẻ ngoài của tiên cá thật hoàn hảo. Bây giờ đến lúc xuống hồ rồi. Laura sống trong một cái hồ. Rất nhiều người đến để tắm mát. Thật là cơ hội tốt để vui chơi. Này, đến đây, mình chờ đó. Một cô gái đang gọi mình hả? Các cậu có nghe thấy giọng nói không? Không thể nào. Đúng rồi, nghe giống như tiếng nhạc vậy. Họ đến bên hồ khi zombie đột nhiên nhảy lên mặt nước. À, cứu với, chạy mau lên. Có thế mà cũng sợ. Cô tiên tốt bụng Paula sắp đi nghiên cứu đáy biển. Làm chiếc đuôi bằng vải lấp lánh với lớp vải mềm. Có một lớp vảy lưới bên trên. Wow, chiếc áo lấp lánh trong ánh nắng. Tạo đôi cánh và những chiếc vây lộng lẫy từ băng keo trong và giấy bóng kính nha. Dính lại và thêm hoa văn. Đôi cánh không thấm nước và những chiếc vây đầy tốc độ. Chiếc đuôi lạ mắt được trang trí với vỏ sò và pha lê. Thêm vàng và ngọc trai nào. Tuyệt, Paula yêu diện mạo mới này. Mình thậm chí còn không biết cuộc sống của tiên cá thú vị như vậy. Nàng tiên rất thích bơi lội dưới đáy biển. Cô luôn có thể tìm thấy nhiều điều thú vị ở đây. Chà, có gì ở đây ta? Ồ, thật là một mớ hỗn độn. Sóng lớn có lẽ đã phá hỏng nơi xinh đẹp này. Chỉ một động tác và đã xong. Tốt hơn nhiều rồi, giờ thì bơi được rồi nè. Úi, mình đã làm sạch mọi thứ xung quanh. Nhưng quên mất mái tóc này. Làm sao để tìm một thợ làm tóc dưới nước được đây? Mình phải tự làm stylist thôi. Ồ, một cái vỏ. Chỉ cần pha lê và ngọc trai nữa thôi. Chút phép thuật và mọi thứ đã biến thành chiếc vương miện tuyệt đẹp. Giờ thì không phải lo về tóc nữa rồi. Chú mực này là bạn tốt của Laura. Vẽ mí mắt. Wow, con mắt dễ thương ghê. Và màu sắc tươi sáng này sẽ khiến chú nổi bật. Con mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Và nụ cười đầy răng này thật dễ thương. Chiếc cổ áo đinh tán trên cổ. Inky, đừng quên đánh răng nha. Giờ thì có nụ cười cực đẹp rồi đó. Thế giới dưới nước có vẻ đáng sợ. Nhưng bạn không cần phải sợ hãi. Bạn có nhớ mình không? Gặp em bé Inky nào. Laura có thể chơi với nó hàng giờ. Chú mực tuyệt như một chú cún vậy. Tìm vỏ đi. Trong khi Inky đang chạy đi tìm chiếc vỏ, cậu đã ăn phải thứ gì đó kinh khủng. Ừ, cậu nhổ ra kìa. Màu khỏe nhà em bé. Họ đang bơi gần một con tàu bị chìm. Một chú cá ngựa thu hút sự chú ý của mực. À, Inky. Giờ mình phải đi tìm khắp biển mất. Nàng tiên cũng có thú cưng. Nó có cái đuôi cong nè, chiếc đầu dài và vây cong ở trên lưng nữa. Dễ thương thật đấy. Gắn mắt vào nha. Mỗi bạn cá ngựa đều có vẻ ngoài riêng. Đôi cánh của nó được bao phủ bởi kim cương giả và kim tuyến. Nhìn hàng mi dày này nè. Bơi đi nha em bé. Cô cá ngựa bướm bướm đang bơi dưới đáy biển. Đột nhiên một đám đông bắt đầu bơi về phía của cô. Cá ngựa sợ hãi trước sự chú ý này và kêu lên.
cánh ra. Đến đây nào em bé, chị sẽ không để ai làm tổn thương em đâu. Họ đã là bạn thân của nhau kể từ đó. Làm giá vẽ bằng xiên que gỗ. Chân đế bị phủ bởi rong biển. Đến lúc tạo ra kiệt tác rồi nè. Nàng thiên cá đang vẽ tranh. Cùng sáng tạo nào. Chúng ta sẽ có buổi audition cho người mẫu. Không có nhiều lựa chọn nhưng vẫn khó đấy. Cảm ơn. Hôm nay cậu may mắn đó. Nàng thiên cá biết vẽ nhưng cô quyết định trêu chọc chú cá của mình. Cá bơn nóng lòng muốn xem nó. Sẵn sàng. Sao? Đây là mình hả? Đây chỉ là một trò đùa thôi. Đừng giận. Bức chân dung rất tuyệt. Và nó giống hệt cậu nè. Làm kính hiển vi. Dùng xốp mềm và hộp đựng kính áp tròng. Đầu tiên chúng ta cần cột chống. Một cột chống bằng thìa và que kem sẽ giúp chúng ta thực hiện nghiên cứu. Sơn khung màu đen nha. Kính hiển vi bị bao phủ bởi bùn và rong biển. Con mắt nóng lòng muốn tạo ra bước đột phá khoa học. Tiền cá zombie có phòng thí nghiệm riêng. Một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở thế giới dưới nước. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi chất nhờn biến cá thành zombie. Cô nghiên cứu thứ chất lỏng là một thứ mềm, trơn và dính. Mình cần mang mẫu đến phòng thí nghiệm và nghiên cứu ngay. Ống thí nghiệm đây rồi. Phản ứng không hề xảy ra. Màu sắc cũng không đổi. Chú cá muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại nàng tiên cá không có gì để nói cả. Mình sẽ lấy mẫu từ viên đá khác và đặt chúng vào ống lớn hơn. Wow, hóa chất mạnh, nhìn phản ứng này. Mình cảm thấy giống phù thủy đang chế thuốc ghê. Thử nghiệm vượt quá tầm kiểm soát rồi. Không, giờ mình sẽ chuyển sang màu xanh mất. Khoan, chả nói gì cả. Có lẽ là thiếu gì đó. Dĩ nhiên, mình là zombie. Đó là lý do nó không ảnh hưởng đến mình. Rồi, cá zombie, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu. Tháo phần lông khỏi cây cọ cũ. Thêm kim tuyến cho những cánh hoa nha. Một biên pha lê ma thuật trên đầu quyền trưởng nè. Dính cánh hoa hình con bướm. Thêm phần lông hồng. Wow. Ai làm đau mực của tôi? Cậu ta dọa thú cưng của tôi. Họ đánh nhau mất. Bảo vệ mình đi. Tôi sẽ không để cậu làm tổn thương thú cưng. Nhưng ngay khi hai nàng tiên cá nhìn thấy cảnh này, có vẻ chúng thích nhau đấy. Câu chuyện tình yêu này khiến họ trở thành bạn. Chúng ta sẽ cần chiếc lọ này sao? Bọc cắt mặt bằng giấy in. Kim loại này hẳn là đã ở dưới nước rất lâu rồi. Thêm bọt định hình nha. Và đặt cái lọ vào bên trong. Tấm bìa này có thể rất cứng. Cẩn thận đấy. Mùi gì kỳ cục quá. Đó là cá trích biển. Món truyền thống làm từ cá lên men. Đừng động vào slime nha. Rất khó để làm sạch nó. Ghê quá. Laura quyết định mời người bạn mới và cho cô ấy xem vương quốc này. Cứ tự nhiên như ở nhà nha. Đây là tác phẩm xương điêu khắc mình thích nhất. Sợ quá. Mình không thực sự thích loại nghệ thuật này. Mùi gì kinh thế. Cô bị sốc bởi những thứ xung quanh. Cô không chịu được mùi cá trích nếu không có chiếc kẹp quần áo. Xin lỗi, mình đã quen với việc bay quanh hoa rồi. Không sao, không phải ai cũng có thể đánh giá cao món thượng hạng này. Hãy like video này và đăng ký kênh La Lilu nha. Chúng mình còn có nhiều ý tưởng búp bê sắp ra mắt nữa đó.